Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 400 tóc cần có ký hiệu là NNO nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đã start chatbot này. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Thì Twitter này các bạn theo dõi các bạn, rồi bấm đáp nè. Tiếp tục follow kênh partner nữa nè. Rồi tiếp tục tweet nè, rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nha bạn, rồi các bạn bắt đắp lên nè, các bạn join kênh Chiller nè, join kênh group nè, subscribe kênh YouTube nè, join kênh Chiller nè, join kênh group nè. Rồi bạn để mình cho con group nó có nhiều web cha không không ha, subscribe kênh YouTube nè, rồi đăng ký xong bấm đáp lên nè, bấm bấm dòng chat nè, tiếp tục cho này đáp nè. Nhiệm vụ cho Discord này không bắt buộc các bạn, bấm submit yêu tên nè, rồi các bạn đừng lỡ xin em Telegram bạn đã xôn cho ai đáp. Tiếp tục gửi đường link vào profile Twitter mình nha các bạn. Và nhập bạn anh cùng nhập vào một hồ sơ nữa. Nhập vào bạn anh cùng nhập vào chia sẻ nữa. Bạn sẽ chép liên kết nữa. Rồi. Bạn gửi lên support nữa. Rồi. Các bạn bấm skip qua nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB sao mà trên BET20 trên chiếc chocolate các bạn nè. Rồi bấm done, tiếp tục submit in request. Rồi thì các bạn mang Twitter tất cả các bạn ra nè, các bạn chia sẻ các bài của bạn là tweet để lên chatbot. Rồi tiếp tục công qua lên chat số cần mình kiếm được nha tất cả các bạn. Ok, mình đã nhận được 400 token NNO được các bạn with giao. Rồi con này sẽ rút tiền vào ngày trong tháng 10 nha các bạn. Và video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.